Xin chào khán giả của 360 độ ngon. Những ngày Tết vừa qua thì mọi người đã đi chơi ở đâu rồi? Và nhân dịp năm mới, năm Mậu Tuất năm 2018 thì Bảo sẽ giới thiệu cho mọi người một địa điểm. Ở đây mọi người vừa có thể thưởng thức thức uống nè, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta cũng có thể chơi đùa cùng những chú cún cưng nữa. Quán có tên là Hachiko Coffee, nằm ở số 14 Hoa Sứ, quận Phú Nhuận. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào bên trong nha. Xin chào tất cả mọi người, bạn đang có mặt ở tầng 2 của Hachiko Coffee và giới thiệu với mọi người đây là chị chủ. Thời điểm ban đầu chính xác là chị có bao nhiêu bé? Chín bé cũng là những loại nào ạ? Ban đầu thì có Poodle nè, rồi Husky nè, Alas với bé chó ta với một bé phốc sóc. Vậy thì ở thời điểm hiện tại rồi thì ở quán mình là tổng cộng đã có bao nhiêu bé ạ? Cũng khoảng 180 con rồi. 180 con. Mà em thấy rằng là trong những giống chó, trong những bé như vậy thì có bé thì ngoan, nhưng mà có bé thì cũng tăng động. Rồi có cả chó ta và cũng có những giống chó nước ngoài nữa. Thì để cho những cái giống chó như vậy để sống chung với nhau trong không gian như vậy thì nó có khó khăn gì không chị? Thật ra cái đó là cái khó nhất của quán mình. Tại vì môi trường ở đây rất là đông. Khách đến rồi các bé phải sống chung với nhau nữa. Nên từ nhỏ khi mà các bé về ở đây, dù là các bé được sinh ra ở đây hay là nhập từ nước ngoài về, thì cũng là từ mấy bé nhỏ rồi về ở chung với chị một thời gian thì chị sẽ hướng dẫn, huấn luyện các bé. Thứ hai nữa là sau thời gian thì mình các bán nhân viên á, chơi với bé nhiều hơn để bé tiếp xúc với môi trường với nhiều người thì bé sẽ không bị lạ người và không có hung dữ. Là một quán cà phê thì không chỉ em quan tâm mà cũng như rất là nhiều khán giả quan tâm, thì mặc dù các bé như vậy thì cái vấn đề giữa thức uống rồi cái vấn đề vệ sinh ở quán cũng như là cái việc chăm sóc các bé thì được mình quan tâm như thế nào ạ? Thực ra cà phê cuốn vấn đề người ta quan tâm nhất, ngoài những bé cuốn thì còn lại là vấn đề vệ sinh. Nên ở quán mình, thứ nhất là khi mà khách vào quán, trước tiên là khách phải rửa tay bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn. Cái đó là để là thứ nhất là khách không mang vi khuẩn vào trong quán, để tại vì các bé sống chung với nhau như vậy á, nếu mà bị nhiễm bệnh thì các bạn sẽ lây cho cả đàn, thì rất là cực chơi trong cái phần chăm sóc, có khi ảnh hưởng đến tính mạng của các bé nữa. Rồi thì khi vào chơi thì khi ra về khách cũng sẽ được rửa tay bằng cái nước sát khuẩn để mà đảm bảo sạch sẽ. Cái đó là cái trước tiên. Còn cái thứ hai nữa là thật ra mấy bé của mình thì rất là sạch sẽ, là vì các bé được tắm rửa cách ngày, các bé luôn phiên cứ ngày tắm ngày nghỉ các bạn luôn tắm rửa sạch sẽ, các bạn được tiêm chủng đầy đủ nên gần như là các bé rất là an toàn cho việc chơi. Chỉ có lông thì có những cái giai đoạn là các bé thay lông sẽ có lông, thì đương nhiên thì cái đó nó hơi khó khăn. Buổi sáng thì những cái bé mà thay lông đó mình sẽ phải chải để lấy đi những cái lông chết các bé trước khi các bé xuống đây. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn còn một ít lông các bé vẫn có. Nhưng mà nước ở đây thì mình sẽ được đậy nắp kỹ lại, rồi chỉ có một cái khoảng lỗ nhỏ để hở, thì mình nghĩ cái đó không vấn đề để mà lông nó bay vô nước của khách. Nói chung là bên mình cố gắng nhất để mang đến gọi là cái vệ sinh tốt nhất cho khách. Với những cái bé cúng ở đây thì khi mà đến quán thì mình có cách nào để làm thân và cũng như là dễ chơi với các bé nhất không ạ? Thật ra thì các bé có một số bé rất là dễ làm thân. Mình đến mình chỉ cần ngồi là mấy bé phóng vô lòng mình ngồi chơi. Nhưng có những vài bé mình ta gọi là chảnh đó. Một số bé đây, rất là chảnh. Đây, đang chảnh và đang rất là tăng động. Là bé này thì chỉ có chị là ôm thôi. Còn khách hàng khác ôm là bé cứ tăng động, rất là khó để ôm. Thì với những bé mà mình hơi khó gần á, thì mình phải từ từ. Tại vì bé nó sẽ có cái tính là tự vệ. Nên mình muốn chơi với bé, những cái bé hơi khó tính á, là ban đầu mình cứ đến mình vuốt nhẹ nhẹ lên lông bé, lên lưng bé. Rồi vuốt nhẹ nói chuyện từ từ. Rồi sau đó thì mình làm quen dần dần, rồi bắt đầu mình mới ôm được bé. Còn khơi khơi bé đang đứng nhà mình cứ bắt là mình ôm thì bé sẽ khó chịu và bé vùng đi. Mà điều kỹ nhất trong việc ẵm bé và chơi với bé là nắm đuôi. Nhiều khi khách không biết á, thấy bé đi ngang vậy nắm đuôi kéo lại, phản xạ của bé là sẽ quay lại để mà táp mình. Dù là táp gọi là táp hù dọa hay là táp thật đi nữa thì nó cũng sẽ không an toàn. Nên khi chơi với cún thì tuyệt đối không nắm đuôi giật bé.
hỏi thêm chị một câu nữa là trong rất là nhiều thức uống ở quán thì đến thời điểm hiện tại em cũng không biết là cái món nào mà đặc biệt nhất hoặc là món nào ngon nhất chị có thể giới thiệu em không ạ? Thực ra thì quán Hachiko thì nước thì không phải là vấn đề gọi là ngon xuất sắc. Khách hàng đến đây thì chủ yếu là vì mấy bé cuốn. Nhưng mà nước của Hachiko rất là đa dạng, từ những cái nước pha chế như là sinh tố hay là soda, rồi cà phê, trà sữa. Rồi riêng quán thì có cái món là nước ép hoặc là sinh tố hoa vô thường hay còn gọi hoa bột giấm. Nó sẽ tốt cho người uống trong giai đoạn Tết này, vì trong hoa bột giấm nó có rất là nhiều vitamin C và vitamin E để mà giúp giải nhiệt vào mùa Tết mình có ăn quá nhiều bánh mứt hay là những cái đồ ăn nóng. Dạ, em cảm ơn chị vì cái phần nãy giờ và cũng như là em xin phép sẽ được gọi một phần soda hoa bột giấm ạ. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chị. Trên nữa thì có một ít hoa vô thường được chế biến bằng cách là ngâm bằng cái hoa tươi luôn rồi cho lên trên mặt như thế này. Mà hoa vô thường thì nếu mà mọi người để mọi người dễ biết được thì đó biết với cái tên là hoa atiso đỏ. Bây giờ thì bạn sẽ uống một ngụm. Mấy ngày Tết rồi toàn là ăn thịt dầu mỡ rồi nào là bánh mứt rồi đồ ngọt mà. Cái hương thơm hoa đó là nó nhẹ lắm nhưng mà có thêm một lát chanh ở trong này nữa, rồi cái vị của soda nữa. Đây là một thức uống nếu như mà Bảo nói là wow quá tuyệt vời thì nó cũng không phải, nhưng mà trong những cái ngày Tết như thế này đến để chơi với các em cuốn rồi sau đó là thưởng thức một cái soda không quá ngọt với cái thơm nhẹ nhàng của hoa vô thường rồi một chút xíu chua chua của chanh. Nhớ đến quán thì gọi là cái hoa soda hoa vô thường ở Hachiko Coffee. Không chỉ là riêng là trong năm Mậu Tuất về chủ đề về các chú chó, bằng ngày thường thì bọn nghĩ rằng là cũng sẽ có những người bạn gắn bó với các em như thế này và đến đây không chỉ ngon về cái hương vị của những thức uống ở trong quán mà đặc biệt hơn nữa đó chính là cảm xúc khi mà mọi người chơi đùa với các em cúng, nhưng mà điều kiện ở gia đình của mình thì nó hơi chật hoặc là không gian không đủ thì bọn nghĩ rằng Hachiko Coffee là một cái địa điểm rất là hợp lý dành cho mọi người. Và không chỉ có Bảo mà trong quán còn rất rất nhiều bạn cũng dành tình cảm dành cho các em cuốn. Và có lẽ là bây giờ thì Bảo rất là muốn hỏi các bạn một vài câu cảm xúc các bạn như thế nào khi mà chơi đùa các em cuốn như thế này. Anh chào hai bạn ạ, anh có thể ngồi với hai bạn một chút xíu được không? Em đã biết đến quán này từ khi nào rồi? Dạ, qua mạng từ rất lâu rồi. Vậy thì em đã đến được mấy lần? Dạ, lần thứ 3. Lý do gì để em chọn Hachiko Coffee? Dạ tại ở đây nhiều chó gì dễ thương. Nãy giờ thì em đã gọi nước rồi thì em thấy là với cái giá tiền của những cái món nước ở đây vậy thì đã phù hợp chưa? Phù hợp với giá tiền. Với không gian nhiều chó như vậy thì em cái vấn đề vệ sinh thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy rất là vệ sinh. Mấy bạn rửa lau sàn nhà liên tục. Với lại lúc mới vô thì mình phải rửa tay rất cũng vệ sinh cho chó cho mình luôn. Với Hachiko Coffee thì từ nãy đến giờ mọi người có thể thấy rằng đây là một địa điểm mà chúng ta có những ly soda giải nhiệt trong những ngày Tết, và đặc biệt hơn nữa là mọi người có thể chơi đùa với các em cuốn ở đây. Và trong những ngày Tết như thế này và đặc biệt là trong năm Mậu Tuất năm 2018 thì đây là một địa điểm lý tưởng mọi người có thể đi chơi xuân ngay tại Sài Gòn luôn. Và bây giờ thì xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau nha. Bye bye.